Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sâu đồ của cao thủ BOFKAY anh em ơi, một trong những cao thủ võ đang của trong bàn ngáo khải nha anh em ơi. Ngày hôm nay cho anh em xem. Ủa sao tao lấy là mất cái nhẫn. Ồ lấy là mất cái nhẫn rồi mạnh ơi. Ok rồi, cho anh em xem đồ này, xem đồ khá là đẹp nha anh em. Đây anh em ơi, ngày hôm nay thì mạnh BOFKAY nằm trong bàn ngáo và hiện tại có cho mình là 64 ngàn 716 điểm và 233 mạng và giết 4 và tử vong 23 lần, liên chạm 34. Anh này võ đang mọi người. Ở với hướng tầm đánh như thế này thì võ đang đánh vẫn là một cái gì đó khá là dữ này mà khá là khác. Và cho anh em xem sơ đồ các thủ này như thế nào nha. Thì anh này cũng tương đối là ba kỹ năng em ơi. Tầm này cũng ai cũng kỹ năng càng khôn rồi phi phong á. Thì 9x ai cũng ba kỹ năng cả và không gọi là như ạc BOFKAY này. Thì anh này đang có bằng chân trên đầu là hai kỹ năng càng khôn này, rồi kèm với một phi phong là ba kỹ năng như năm. Rồi và bây giờ chúng ta cùng xem sơ đồ nha. Tại sở hữu một cái nón 20-40, sinh lực nội lực 48, là một cái cây vũ khí 19-40, một cây vũ khí 19-40. Đó là võ đang như nào. Rồi. Và một cái áo 40, sinh lực 140, một cái diện kháng cả xấu. Đó, diện kháng cả xấu. Đó, hiện tại sinh sơ qua thì anh này đang có khoảng 45 kháng hỏa, 19 là 20 này, 19 là 39. 39 kèm với cái này xấu nữa là 45 kháng hỏa. Đó. Kèm là 45 căn họ rồi. Rồi, một bộ tay 540. Một người bộ 540, sinh lực cao, sinh lực 100, bộ tay sinh lực 132. Một cái nhận kháng lôi 29. Một đôi giày kháng lôi 27, sinh lực 123, 128, 129. Một đai lưng 2140, một cái nhận 2340. Đó. Thì nhìn sơ qua hạng này đang có cho mình hiệu ứng đó là 80 chón, 80 chậm và 80 làm thời gian chống độc. Lượng kháng lôi khá đều này mà. 29 với này 27. Đã cũng được 56 kèm này 6 được 62. Trung lượng kháng lôi khá là đều. Đó. Trong thì cứ đi theo vũ khí thủy, nón thủy, áo kim thì nó chung phá thủy này mà, phá nam hành thủy. Thì hiện này cũng khá là chuẩn này mà. Nam hành thủy khá là chuẩn. Rồi, trong thì set đồ này thì tầm này thì so với set đồ này thì trên dưới khoảng 1 triệu quay đầu nữa mà, 1 triệu quay đầu thôi. Không có hơn lắm tại vì hôm trước set đồ khá cũng đẹp hơn này mà khả bán cũng 1 triệu thôi. Set đồ này cũng tầm 1 triệu quay đầu thôi em ơi, không có nhiều. Đó, còn là set năm hành. Tầm này gọi là tầm tương đối để mà chơi anh em à. Còn hiện tại có rất nhiều cầu thủ lên đầu tím nhưng mà tầm này chưa. Mạnh này cũng vậy, mình cũng đang chờ đợi một cái gì đó mạnh sẽ về đầu tím nhưng mà chưa nha anh em. Đó. Ok chưa? Đây là cầu thủ đưa Võ Đang Quyền nè, Võ Đang Quyền đánh mọi chiến trường, mọi mặt trận đều có thể nói rằng giết người cực kỳ kinh khủng này mà, không riêng gì phái gì cả. Đó. Và cho anh em xem sơ qua lần nữa nha. Đó, một set năm hành thủy, áo kim và chuyền kim. Đai thổ, nhẫn thổ. Bộ tay làm chậm, bộ làm chậm, nhận kháng lôi, về kháng lôi, đó, ngựa kháng cả hai, phi phong kỹ năng một cấp, nên sẽ được 200 và cái này là ăn tím đi chanh này không quan trọng. Rồi, chung lượng đồ khá tương đối nè mọi, đó. Thì đây cũng là một video cho anh em xem thì có nhiều anh em hỏi là set đồ server này như thế nào thì cứ tương đối năm hành chuẩn như thế này á thì khoảng triệu quay đầu em khoảng 15 kim là có này, rất là rẻ. So với mà đánh mặt trận nào cũng vậy thì cứ năm hành thủy mà vả này mà. Lượng kháng hỏa cũng đều và lượng kháng mộc cũng đều luôn, kháng lôi cũng đều luôn. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho cầu thủ mạnh BOFKAY một like chia sẻ ủng hộ chơi nữa mọi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.